Tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu hướng mang tính toàn cầu, vì vậy việc tranh thủ và nắm bắt xu hướng này là điều cần thiết. Trong 2 tháng đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số và việc triển khai đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh hơn. Dịch vụ công trực tuyến gắn với kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được những kết quả tích cực. Có 177 triệu hồ sơ xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia, tăng 23 triệu hồ sơ so với cuối năm 2022. Thí điểm thành công hai dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân, tăng 2 triệu thẻ so với cuối năm 2022. Các nền tảng ứng dụng về công nghệ số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia, nhất là các bộ đã tập trung làm tốt như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Bình Phước, Nam Định, Bình Dương, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số cần sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, cần có hệ thống hành chính và hành lang pháp lý hoàn chỉnh, thuận lợi, luôn đòi hỏi phải có điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian tới, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2023 là năm dữ liệu số. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng ban hành kế hoạch hoạt động với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là phát triển dữ liệu mở, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển các nền tảng số sử dụng thống nhất, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.